Sóc Cò TV xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2021. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một ít về dòng đai châu Thái lá mít xếp. Trước mặt các bạn đó chính là những chậu đai châu Thái lá mít xếp. Những hàng này được trồng tại Việt Nam từ nhỏ, nên vì vậy các em rất là khỏe mạnh và phát triển, bộ rễ xanh. Đây là đai châu, người Bắc gọi là đai châu, trong Nam thường gọi là ngọc điểm, còn đông người miền Trung hay thường gọi là nghinh xuân. Nhưng mà chung quy lại các em cũng chỉ có là một cái tên mà thôi. Em này thường thường em chỉ nở hoa vào dịp Tết Nguyên Đán, và nên vì vậy em có cái tên là nghinh xuân. Hương của em rất là thơm. Hầu như đai châu, hầu như đi nhà vườn nào ai cũng trồng những cái cây đai châu. Hầu như vườn nào cũng trồng đai châu, ngọc điểm, nghinh xuân. Thì đai châu Thái nó có rất là nhiều màu, nhưng mà cái lô này của bên mình nó chỉ có 4 màu mà thôi: đỏ, trắng, đốm, bò sữa. Màu trắng thì mình sẽ hứa là chọn cho các bạn là chuẩn màu 100%. Còn màu đốm, bò sữa và màu đỏ thì nó giống 90%, không có thể xác định được các bạn nhé. Nhưng mà mình sẽ hứa cam đoan rằng là sẽ chọn cho các bạn những cây bộ rễ xanh này, lá không bị lỗi này. Đại đa số bên mình là bộ rễ rất là xanh. Thì một chậu này bên mình bán với giá là 160.000 một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mua 5 chậu thì bên mình sẽ bao ship cho các bạn. Còn đâu nếu các bạn mua dưới 5 chậu thì là phí ship là 40.000 một lần đi các bạn nhé. Hàng không có bị lôi lá. Bộ rễ đẹp. Đây là những cây mà mình vừa lấy ở ngoài vườn nên nó còn hơi ướt. Nhưng mà những cây các bạn mà đóng hàng đi thì tất cả các đơn hàng đi là mình sẽ bọc bán này và mình cắt nước 2 ngày. Khi các bạn nhận hàng thì các bạn hãy khui hàng ra giúp mình. Các bạn khui ra, thấy lá nó còn đẹp, không có bị hư hại, thì các bạn hãy nhận hàng thanh toán giúp mình bằng cho shipper nhé. Cây này mình cắt nước này mà. Các bạn thấy hai cây cắt nước nó khác nhau hoàn toàn này. Đó. Các bạn khui hàng ra. Bộ rễ xanh. Nhiều lúc có rễ dài đi, mình phải cắt đi, mình không có để dài như này đâu. Mình cắt đi chứ không vận chuyển nó bị gãy thì à. Quan trọng nhất là cái bộ rễ xanh ở trong chậu các bạn nó vẫn bò này. Rễ các bạn. Một trăm sáu mươi ngàn một chậu cho tính ship vận chuyển. Rễ rất đẹp. 4 cặp lá. Còn về cái cách chăm sóc của em này thì về các bạn để nguyên cái chậu nhựa này, đặt sang cái chậu, sau các bạn chèn cho mình than củi, sau đó các bạn rắc một ít dớn ở gốc này này để giữ ẩm cho các em đấy. Sáng các bạn tưới thật ẩm giúp mình, chiều có thể không cần tưới nhưng mà sáng là bắt buộc là phải tưới. Còn về phân thuốc thì mình chủ yếu là mình bón B1. B1 thì ưu tiên B1 Thái. Nước vo gạo các bạn vừa vo xong các bạn đổ thêm 5 lần nước nữa, các bạn đem đi tưới lên trên cây của chúng ta. Và mình thường thường tưới phân là mình hay tưới vào buổi sáng. Mình chủ yếu là dùng B1, nước vo gạo, dịch chuối và phân 20 đều. Cái phân 20-20-20 đều đấy, mình hay thường gọi là 20 đều, chứ thực tế là 20-20-20. Còn về nguyên tắc bón phân thì là mình cứ 5 ngày mình tưới một lần. Cây rất đẹp. 160.000 một chậu cho tính ship vận chuyển. Mua 10 chậu mình sẽ bao ship, dưới 10 chậu. À, mua 5 chậu thì mình sẽ bao ship với các bạn, còn dưới 5 chậu thì là phí ship là 40.000 các bạn nhé. Khi các bạn nhận hàng các bạn cứ kiểm tra hàng thoải mái. Đẹp thì các bạn lấy, xấu thì các bạn hãy gửi hàng về. Hư hại gãy cây nào thì các bạn cứ gửi vào hàng về giúp mình, hoặc có thể là giảm giá cho các bạn để khỏi phải gửi cây về, nó sẽ đi nó bị hư hại. Cây được khoảng độ 2-3 cm này. Nhưng mà bù lại những cây mà 2-3 cm thì bản áo rất là bự. 5 cm. Thường thường là cái khoảng cách của cây của bên mình đó là nó rơi vào khoảng độ từ 25 cho đến 30 cm. Đây này, nó thường thường nó rơi khoảng độ từ 25 cho đến 30 cm.
Và nếu cái nào mà dưới 25 cm thì bản lá nó thường thường là rất là rộng. Còn nếu mà cây nào từ 25 cm thì là bản lá chỉ còn độ được 4 cm. Cái này này, bản lá nó còn độ được có bao nhiêu? 23, 24 cm này thì bản lá sẽ được 5 cm. Bản lá rất rộng. Đây, ví dụ như cây khoảng độ từ 25 cho đến 30 cm, cây này được 26 cm thì bản lá nó rộng khoảng độ được 4 cm thôi nhé. Được 4 cm thôi các bạn nhé. Cây có 4 cặp lá. 4 cặp lá các bạn. Dễ xanh. Hầu như đại đa số là bên mình dễ rất là đẹp. Bạn có thể đi tham khảo này. Không phải là mình, đây là không phải là mình quay cái vị trí này mà cây mới đẹp nhá. Mình để những vị trí khác thì dễ nó vẫn cứ xanh bình thường các bạn nhé. Dễ xanh. Rất là nhiều dễ xanh. Dòng là dòng đơn thân dễ gió mà, chủ yếu trên lá mà dễ. Các bạn thấy thì để kỹ chứ. Rất là nhiều dễ xanh. Khoảng đến 90% là bộ dễ xanh. Đó, đầu dễ các bạn ạ. Đó. Rất là nhiều dễ. Rồi, các bạn cần điều gì bên mình hỗ trợ cách trồng lan và chia sẻ bán lan thì các bạn hãy liên hệ giúp mình nhé. Còn nếu các bạn nào mà thắc mắc về cách trồng thì hãy liên hệ mình qua bên Zalo, gửi hình ảnh giúp mình. Chứ mình không có tư vấn chia sẻ cái cách trồng lan qua điện thoại đâu. Qua bên Zalo gửi hình ảnh cây nó hư hại như thế nào thì mình mới có thể mình giúp được các bạn. Chứ nếu mà không có hình ảnh là bên mình không có giúp được đâu. Bởi vì là mình đoán già giống như thầy bói xem voi vậy. Đoán lộn là lúc đấy là hại. Chia sẻ đoán không có đúng bệnh thì chia sẻ lúc đấy không phải là giúp các bạn mà đang hại các bạn và cái cách trồng lan ấy. Nên vì vậy vui lòng các bạn cứ chụp hình gửi qua Zalo giúp mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bên mình sẽ luôn hỗ trợ cho các bạn cách trồng lan, chăm sóc lan. Các bạn mua bên mình hay không mua bên mình không quan trọng cái điều đấy. Cứ qua bên Zalo bên mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiệt tình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.